Nhà đẹp giá rẻ sổ hồng riêng ngang năm dài 20 hướng Nam cách chợ Bình Chánh là 4 km ngay khu công nghiệp cầu Tràm luôn. Đường trước nhà là 4m, ô tô ra vào thoải mái ngang năm dài 20, dân cư đông đúc, đường bê tông 4m nha, xe hơi ra vào thoải mái luôn nha. Dân cư đông, ngay khu công nghiệp luôn, ngang năm dài 20, tường riêng, móng riêng, sân đậu được xe hơi luôn, quá tuyệt vời luôn nha. Căn nhà ngang năm dài 20, sổ hồng riêng hướng nam, hãy theo dõi hết video rồi gọi cho Huy nha. Đây là phòng khách của căn nhà này, quá tuyệt vời luôn, tặng hết toàn bộ cho quý vị luôn nha. Hướng nam thì quá mát là quý vị ơi, tiếp theo là khu vực bếp là quý vị trang bị đầy đủ mọi thứ rồi bàn ăn tủ bếp quạt vân vân và vân vân có hết luôn tủ rượu cũng có có phòng ngủ dưới đất dành cho người lớn tuổi luôn anh chị nào có người lớn tuổi thì yên tâm nha cửa sổ rất là thoáng phía sau là sân sau thoát hiểm phơi đồ có nhà vệ sinh phía sau luôn trên đây là lầu một này có phòng thờ luôn này rồi tới phòng ngủ phía sau này phòng ngủ này ở phía sau này quý vị nha và nhà vệ sinh thì đặt ra ngoài phía sau nha rất là phù hợp luôn view cực kỳ đẹp luôn nha nhà vệ sinh chỗ rửa tay trang điểm vân vân ở đây luôn nha đó có nhà vệ sinh trên này luôn nha trên này có một nhà vệ sinh ở dưới có một nhà vệ sinh là hai nhà vệ sinh rồi quá tuyệt vời view quá đẹp luôn quý vị ơi view cánh đồng luôn nha quá tuyệt vời luôn ngang năm dài 20 giá chỉ 2 tỷ tư thôi 2 tỷ tư là giá 100 phần trăm nha hãy đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới của Huy rất nhiều nhà đẹp giá rẻ nhà riêng lẻ mà đẹp như thế này rất tuyệt vời luôn